anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay thông báo cho anh em một tin vui ha. Hôm nay mình quay là khoảng mười mấy tây tháng 7. Thì bắt đầu đầu tháng 8 là shop Minh Biker sẽ chuyển ra mặt tiền đường lớn. Đó là số 106 đường Trần Văn Kiểu nha anh em. Mặt tiền đường lớn luôn, cho anh em rộng rãi chơi cho thoải mái. Và trong hết tháng 8 là mình vẫn hoạt động bên đây bình thường. Nhưng mà đầu tháng 8 là mình sẽ hoạt động song song ở đây và bên kia. Hết tháng 8 mình sẽ dọn hết bên đây để mình dồn qua một bên thôi cho dễ quản lý. Thì anh em cứ qua đây bình thường ha. Thì 106 Trần Văn Kiểu là nằm ngoài đường lớn nè anh em. Đường lớn cách nhà mình khoảng 1 cây số. Ở đó đó. Rồi thì bây giờ không có chần chừ gì nữa, mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái mẫu xe đang hot rần rần, tới tận bây giờ vẫn hot, đó là R15V3. Và mẫu xe này là mẫu xe lướt, anh em lưu ý xem clip kỹ nha. Xe lướt và chỉ tầm dưới 45 triệu là anh em có thể sở hữu xe lướt và có đồ chơi đầy đủ cho anh em luôn. Rất là rẻ ha, giá xe mô tô gần đây rất là rẻ. Và cái dòng xe R15 này tại vì sao anh em chuộng? Thứ nhất là kiểu dáng nó giống phần khối lớn. Thứ hai là nó bảo trì bảo dưỡng cực kỳ rẻ. Khẳng định anh em rất rẻ luôn. Rẻ như Exciter thôi là anh em hiểu rồi. Thì đối với những anh em mà chỉ thích kiểu dáng mà không đam mê tốc độ, chạy dưới 150 thì ok, con này là một hợp lý. Bảo trì bảo dưỡng nhẹ. Và bây giờ giá nó xuống rồi thì nó không sẽ không có xuống nữa anh em. Đó chạy thời gian cũng lỗ mười mấy triệu là cùng. Đó cũng ít đã, so với mô tô là ít rồi đó anh em. Còn mình chạy phân khối lớn là mới mua xong lỗ 100-200 là chuyện bình thường anh em. Còn mấy con này bây giờ nó lỗ rồi thì nó không có lỗ nữa. Rồi thì bây giờ mình sẽ cầm máy quay cho anh em xem để cho nó thực tế ha anh em ha. Nhớ nha anh em, sắp tới mình sẽ về một số mẫu áo nữa. Và anh em mua xe được tặng một cái áo Minh Biker cực chất. Và những anh em không mua xe mà muốn đặt áo thì cũng liên hệ mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay xe cho anh em xem. Rồi đưa máy quay cho. Rồi vô cho anh em coi mẫu áo coi. Đây, mẫu áo này là chuẩn bị về nha anh em. Cái này mình chỉ demo thôi, khoảng tầm 1-2 tuần nữa là sẽ về. Anh em nào muốn mua xe thì sẽ được tặng. Còn anh em nào không mua xe thì đặt thì mình sẽ bán cho anh em nha, nếu như anh em quý mến. Đó, phía trước nè, đó, Biker Việt Nam. Loại thun là xịn nhất nha anh em. Hầu như là không có loại thun nào mà ok hơn cái mẫu áo thun này nữa. Đó, Biker Việt Nam. Đó, đi phượt, đi chơi là thoải mái luôn. Đó, phía sau là quy một con H2, một con Ducati và một con bán tải. Đó, bao đỉnh luôn nha anh em. Mẫu áo này mình sẽ làm đẹp hơn mẫu áo trước đúng không? Mỗi năm là cái áo nó sẽ đẹp hơn. Đó, size rất là đẹp. Anh em nào mến mình thì alo mình nha. Đó, rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ vô quay xe nè. Tắt giùm anh cái quạt cái. Đầu tiên đó là R15, 5000 km, biển số Sài Gòn. Xe hầu như mới can luôn anh em ha. Mẫu này mẫu đen nhám với lại đen bóng là mẫu 2020-2021. Con này có bi cầu rất là đẹp. Em có thể mở cặp bi cầu rất là đẹp ha anh em ha. Như zin thôi nha, nhưng mà rất là đẹp và rất là ngầu. Đó, chống độ Z1000 luôn ha. Có một số đồ chơi cơ bản. Ô đo 5500 cây. Xe biển số Sài Gòn nha anh em. Đó, con này là biển số Sài Gòn. Xe thì can xà beng luôn, không có gì để cũ nha anh em. 5000 thì mọi thứ nó đều như mới. Đó, bi 1m62 vô ngồi thử cho anh em coi nè. Có cái miếng này luôn ha anh em ha. Miếng này bảo vệ mà nhìn nó ngầu ngầu nữa. Đó. Đó, rất là đẹp luôn. Chống đổ Z1000. Rất là chất lượng. Xe cực kỳ mới nha anh em. Xe thì anh em khỏi phải bàn. 5000 cây thì vỏ còn nguyên chỉ, nguyên zin, nguyên gai, nguyên kiện luôn. Xe mới tinh. Nè, vỏ nè. Em lấy cái logo mới cho anh em luôn. Rồi anh em nào mà mến mình muốn cái logo mới thì cứ inbox cho mình ha. Đây là cái logo mới. Đó, một chiếc bán tải, một chiếc H2 và chiếc Ducati. Logo YouTube. Đó, dán lên thị sẽ rất là đẹp. Áo mới, logo mới luôn, để chuẩn bị cho một cái showroom mới anh em. Đó, rồi rất là đẹp đúng không? Anh em còn gì phải bàn nữa không? Đó, đang khỏi cần. Con này không cần bắt chợ sáng nha anh em. Rất là sáng, khi đá pha lên là cực kỳ sáng. Anh em đi xa là khỏi phải chờ đợi. Rồi cho anh em nghe tiếng bozin. Anh em sẽ coi siêu phẩm ở trong đó nha. R15 full đồ chơi nữa. Rồi cho anh em nghe tiếng bozin đi. Thì mấy con này bảo trì bảo dưỡng nhẹ hơn con ẹt luôn nha anh em. Đó, bozin xe. Rồi bây giờ mình vào trong nè, em mở đèn con kia lên cho sáng nè. Đây là siêu phẩm ha, R15 full đồ, dưới 45 triệu thôi nha anh em. Rồi full là full những gì nè anh em, xe lên một cái cặp lớp lớn mới. Đây đây là dán cái logo mới nè, rất là đẹp. Xe là lên một cặp lớp lớn, chưa chạy đâu nha anh em. Người em này á, là người em này mua con R15 lên full đồ chơi, xong rồi người em này thấy con 250 đẹp quá nên lấy con 250 bán luôn con này đó, cho nên nó dư ra đồ chơi lên là hầu như là chưa sử dụng nha anh em, mới 100% nha anh em. Rồi đồ chơi làm gì, chợ sáng mở anh em coi, chợ sáng chống đổ, chợ sáng chống đổ bảo vệ các nước. Anh em nào muốn mua bảo vệ các nước R15 lại cứ qua mình nha. Đó chợ sáng siêu sáng luôn, cực kỳ sáng, sáng qua con bên đây luôn nãy ham chưa. Đó quay cận cảnh nha, mở xi nhan cho anh em nè, xi nhan đó. Rồi cái mặt nạ R6 cái chắn gió nè, độ nè, ốp cái chân gương cho ngầu nè, ốp titan nè. Đó đồ chơi này tổng cộng là 10 mấy triệu nha anh em. Đó anh em mua là lời luôn. Rồi cho anh em nghe tiếng bô, cây bô mới luôn nha, full system luôn nha, full từ đầu đít luôn. Đó bô mới tinh luôn nha anh em, chưa sử dụng luôn nha. Rồi nè, quá đã, quá đã luôn. Bát phai. Rồi thì chất xe như mới, con này là đi được 14.000 cây nha anh em. Xe biển số Tiền Giang nha anh em. Đó, xe biển số Tiền Giang, lên ốp đồ đầy đủ luôn, không có thiếu món gì. Ốp yết đồ, bảo vệ tay lái nè anh em ha, thấy không? Bảo vệ tay lái nè, bảo vệ tay lái, bình dầu Racing Boy nè. Đó, bảo vệ tay lái. Đó, rồi cái gì nữa, cái lớp sau to luôn nha anh em, lớp sau bự nha, nhìn rất hầm hố nha anh em. Đó xi nhan sau nè, nó đẹp chưa, lớp sau bự nè, mới luôn nha anh em. Lớp này là lớp mới chưa sử dụng luôn nha anh em. Đó anh em coi là anh em nhức nách liền. Đó nhông sinh dễ dàng luôn nha anh em, có phốt đi êm ái luôn, lên ốc ben nâng luôn. Đó anh em khỏi cần lên ốc ben nâng nữa. Đó rất là đẹp, biển số Tiền Giang, vỏ bự, lớp sau to. Đó anh em còn chần chờ gì nữa mà không nhấc máy lên alo cho mình. Rồi ok, tắt xi nhan, tắt máy đi. Rồi cái này là giá đỡ điện thoại luôn nha anh em, đầy đủ đồ chơi luôn. Và đặc biệt con này bình dầu sao nè, nhiều quá đếm hết, bình dầu Rainbow nè. Đó rồi, rồi xong rồi ha, quay cái gì là xong rồi. Câu này còn full đồ zin luôn. Đây đồ zin đó mình mới lấy từ chủ xe. Đây đồ zin đây, full đồ zin, anh em còn chần chừ gì nữa. Kính nè, chắn gió zin nè, tay con tay thắng zin nè, cái ốp mặt nạ zin nè. Đó bô zin nè, đầy đủ đồ zin. Anh em nào muốn giày zin thì phải re luôn. Rồi còn anh em nào thích CBR 150 là bên mình có luôn ha, ABS 5.000 cây nè. Đó cũng có luôn nè. Còn muốn 200 phân khối mà 40 mấy triệu là có luôn ha. Ninja 300 này là khách đã cọc nè ha anh em ha, cọc rồi nè, là không có đăng bán nữa nè. Đó bên mình có thu mua, nhận trao đổi mọi loại xe. Rồi Z8 nè, anh em mà thích Z8 rẻ là có luôn, hai chiều đầy đủ luôn. Đó, ok anh em, mến thì cứ alo cho mình ha. Hai con này đẹp quá anh em ơi. Đó, hai con R15 đen cực kỳ đẹp luôn. Đó, quá là đẹp. Ba con hả? À ba con nè, một nè, hai nè, ba nè, cực kỳ đẹp. Bình dầu sao nữa? Bình dầu gì? Đó. Bình dầu sao? Rồi đó quá đẹp, anh em nào thích inbox cho mình ha. Dưới 40 mấy triệu là dưới 45 triệu là anh em sẽ có xe, bảo gió đầy đủ cho anh em. Đó anh em nhớ con này biển số Sài Gòn, con này biển số Tiền Giang nha anh em. Rồi ok anh em, xem clip rồi nhớ inbox đầy đủ cho mình nha.